Thì chào các em. Em chào thầy. Ơi, các em có nghe rõ được không ạ? Nghe rõ thầy ơi. Rồi hiện tại các em có thấy cái màn hình thầy thầy chia sẻ không? Dạ em thấy màn hình thầy ơi. Rồi chúng ta thầy hướng hướng dẫn chút xíu ha. Mình vào cái phần quản lý dự án. Rồi các em bữa nay là mình học cái bài là ước lượng chi phí phần mềm. Ngày hôm hôm trước á, thì các em sẽ download cái phần cái file này về ha. Cái file ví dụ như các em thấy là ngay chỗ cái phần đặc tả về các cái yêu cầu của dự án nha. Mình download cái file này về. Rồi ví dụ như mình sale nó lên đây ha, mình override nó mình có rồi. Cái thứ hai đó là các em download về cái phần ước lượng. Rồi rồi xong các em mới mở cái file này lên. Thì trong cái phần đặc tả này hôm trước thầy có giới thiệu á, thì nó có rất là nhiều cái dự án. Ví dụ như các em có thể coi xem qua các cái dự án 1, 2, 3 thì các em có thể coi cái đặc tả này. Đây là cái kết quả của các bạn học cái môn gọi là môn nhập môn công nghệ phần mềm. Các bạn ví dụ như ở đây là có một cái dự án game thì chúng ta thử suy nghĩ rằng là giả sử như chúng ta là một cái công ty phần mềm và chúng ta thiết lập một cái dự án để tạo ra cái phần mềm game trên điện thoại di động. Để tạo ra cái phần mềm game trên điện thoại di động thì chúng ta phải có những cái mô tả cái phần mềm đó như thế nào. Ví dụ như ở trong cái phần này ha, người ta sẽ mô tả về cái phần mềm. Các cái chức năng ví dụ đăng nhập và thiết lập kết nối quản lý tài khoản rồi game các thể loại game rồi thực hiện chọn game chơi game gì đó vân vân và trong cái phần ở đây á, thì chúng ta sẽ cái quan trọng là chúng ta sẽ mô tả về nó gọi là các trường hợp sử dụng của game. Thì ở đây ứng với mỗi một cái trường hợp sử dụng thì chúng ta sẽ có một cái bảng nha.
Thì trong cái bảng này ví dụ như là tên trường hợp sử dụng là gỡ cái game mình cài đặt vô rồi mình gỡ bỏ cái game đó chẳng hạn như vậy. Actor là nhà phát hành ha, rồi bắt buộc. Còn cái việc trung bình hay là phức tạp đó thì chút nữa đến cái phần thầy sẽ giải thích thêm. Nhưng thông thường á người ta sẽ đếm cái số tác cái số transaction ở đây. Ví dụ như từ 1 đến 4 là đơn giản, mà từ 4 đến 7 ha, thì là trung bình. Còn lớn hơn 7 ví dụ như là phức tạp. Thì ở đây là mình là 6 sự kiện. Chúng ta nhỏ hơn 7 cho nên là mình để ở đây các bạn chọn là trung bình nha. Thì cái việc mà xác định các cái yêu cầu này đó thì ví dụ như chúng ta là cái người mà mình outsource cho cái dự án này và mình coi như là cái phần này mình đã làm xong rồi. Cho nên là mình chỉ dựa trên đây để mình tính coi nếu cái game như thế này thì mình sẽ là bao nhiêu tiền, mình làm bao nhiêu tiền chẳng hạn như vậy. Thì đó là cái nội dung của bài học hôm nay. Thì trong cái nội dung của bài học hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ quay lại trong cái phần hướng dẫn. Thì mình có cái phần ước lượng nè. Khi mà các em mở cái phần ước lượng này lên nha. Đó. Thì nó sẽ có các cái phần ước lượng về chi phí phần mềm dựa trên công văn 2589 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thì nếu mà chúng ta làm một cái phần mềm và thực hiện việc đấu thầu theo cái quy định của nhà nước thì chúng ta phải tính toán cái chi phí theo cái công văn này. Thì đối với cái các em có thấy nhìn hình cái rõ không các em? Dạ thấy rõ thầy ơi. Rồi. Thì đối với cái công văn á thì người ta hướng dẫn để làm cho tính được cái chi phí phần mềm á thì bước một mình phải đi thu thập yêu cầu. Thu thập yêu cầu là cái gì? Thì đây là cái chính là cái mô tả cái kết quả của quá trình thu thập yêu cầu mình và trong đó mình xác định được các cái yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng nha. Thì cái yêu cầu những cái yêu cầu mà mình đang mô tả đây chúng ta gọi là những cái yêu cầu chức năng ha. Còn bên dưới ví dụ như trong ở bên dưới game này có một số cái mô tả về yêu cầu phi chức năng đây ha. Như vậy thì việc xác định yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và các tác nhân thì coi như là chúng ta đã làm nha, và chúng ta nhận cái hợp đồng và cái hợp đồng đó đã có sẵn này rồi, mình chỉ dựa trên này mình tính tiền thôi. Đó là bước 1. Bây giờ cái bước 2 dựa trên cái bảng mô tả này nè, làm sao mình tính tiền được? Mình tính coi cái phần mềm mình làm ra là cần bao nhiêu tiền. Rồi như vậy thì các em có máy tính thì các em sẽ mở một cái file Excel lên. Các em ví dụ như các em mở về Excel. Các em mở cái file Excel này lên. Rồi các em thực hiện, các em mở đi các em. Rồi, bước tiếp theo đó là cái hướng dẫn. Các em download cái file hướng dẫn tính giá trị phần mềm. Download về chính là cái công văn 2589 đó. Các em download về.
Xong chưa các em? Dạ xong thầy ơi. Rồi. Xong ha. Các em mới mở cái file. Lúc nãy các em download á thì cái công văn nè, các em download cái công văn ha, các em mở cái công văn để lên. Rồi các em download được công văn, các em mở công văn 2589. Hôm trước trong buổi giờ học trước cuối buổi thầy có dặn các em về đọc đó, không biết là có bạn nào đọc cái này không? Rồi. Trong trong cái phần này đó thì nó có cái hướng dẫn ha. Hướng dẫn nè. Để các em đọc qua ha, cái này thầy lướt qua, mình không có đủ thời gian, các em tự đọc ở nhà. Thì ở đây là cái công thức mà nó tính giá trị phần mềm. Mình sẽ tính qua các cái bước này nha. Đấy, các cái giải thích. Rồi phương pháp. Để tính được á thì trước hết là mình phải làm một cái bảng nó gọi là sắp xếp thứ tự ưu tiên về yêu cầu phần mềm. Thì các em có thể các em sơn cái bảng này. Các em copy nha. Yeah. Rồi các em qua bên cái bút á thì các em sẽ tạo cái bước này làm mình rename đó là bước 2. Bước 1 là mình đã lúc nãy thầy nói đó, không biết bạn nào nhớ nói là bước 1 mình làm cái gì nè. Đúng rồi, bước 1 là mình viết đặc tả. Mình viết ra bước 1 ở đây coi như là mình gọi là viết các cái đặc tả, hoặc là mình xây dựng cái đặc tả. Rồi. Bước 2 thì dựa trên cái hướng dẫn. Chúng ta đầu tiên chúng ta copy ha, thầy làm lại nè. Chúng ta vào cái bảng ha, phụ lục 1. Ở bước 2 mình sử dụng phụ lục 1. Trong cái hướng dẫn về định giá trị phần mềm. Đó. Bước 2 ha, mình là thực hiện cái bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên. Rồi mình mở ra. Chúng ta đi qua cái bảng mình copy. Xong mình qua cái bảng Excel. Mình paste nó vô. Các em ví dụ như bạn nào làm Word Excel rành thì mình làm mấy cái này rất là nhanh. Mở Center ha. Rồi là mình đã có cái bảng. Ví dụ như ở đây là cái dự án của mình là xây dựng cái phần mềm game. Thiết kế phần mềm quản lý game trên điện thoại. Mình đó. Rồi. Bắt đầu á là mình sẽ mô tả các yêu cầu này.
Thì thông thường nó phải có một cái bảng mô tả. Giờ mình lấy cái bảng mô tả ở đây. Mình lấy đây tên các cái yêu cầu, tên game rồi gỡ game hay là gì đó, mình copy vô nha. Thì trong này thầy có làm một cái bảng, ví dụ như bước 2 á là ở đây, mô tả các cái yêu cầu nha. Mình copy hết tất cả những cái UK mà mình mô tả tương đương với các cái yêu cầu mà mình mô tả ở đây. Ví dụ như ở đây là một cái phần mềm quản lý câu lạc bộ thì mình làm cái gì thì nó sẽ được ghi nhận ở đây. Mình coi như là mình chép cóp các cái tên UK vô thôi. Ở đây nó người ta làm các cái UK yêu cầu nó tương đương với các cái UK, cho nên mình có cái bảng ở đây. Còn nếu mà cái bảng này làm thiếu đó, nếu mà có thì mình sẽ có một cái list danh sách các cái yêu cầu mình đưa vô. Cái nội dung tiếp theo á mà trong cái bảng, ví dụ như ở đây phân loại nha, phân loại yêu cầu thì em sẽ ghi nó có cái dạng ví dụ như là dữ liệu nhập hoặc là dữ liệu truy vấn, hoặc là cơ sở dữ liệu, hoặc là dữ liệu xuất. Nó có bốn cái loại. Ví dụ như ở trong này cái yêu cầu đó là quản trị là thêm người dùng, có nghĩa là tạo một cái dữ liệu mới, nhập thêm cái dữ liệu mới, thì ở đây mình gọi là ghi là dữ liệu đầu vào. Còn ví dụ như để liệt kê danh sách các cái môn học được một cái giáo viên nào đó phân công, thì nếu mà các em đã học về SQL rồi chưa, về cơ sở dữ liệu rồi các cái lệnh SQL vân vân. Có học chưa các em học về môn cơ sở dữ liệu chưa? Rồi. Thì nếu mà ví dụ như là lệnh select from where đó ha, mình là một cái dạng thì để giáo viên có thể liệt kê được danh sách các cái môn học, thì ví dụ như mình phải lựa chọn trong các cái môn học được giảng dạy trong học kỳ và cái bảng giáo viên với cái môn học được phân công trùng với cái giáo viên mã giáo viên tài khoản đăng nhập chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là nó cái câu lệnh mình gọi là câu lệnh truy vấn. Có những cái ví dụ như để tính điểm trung bình thì điểm trung bình mình có thể của một sinh viên thì chúng ta có thể là chọn các cái cột điểm của sinh viên đó, của một môn học thì chúng ta chọn các cái điểm thành phần rồi chúng ta nhân với hệ số ha, rồi chúng ta cộng lại, chúng ta chia cho tổng các hệ số vân vân. Thì ở đó là cái phần dữ liệu kết xuất, mình dựa trên xử lý và kết xuất. Còn ví dụ như ở đây mình mô tả là các cái quyền hạn của giáo viên trong một cái cơ sở dữ liệu, quyền truy cập dữ liệu á, thì chúng ta liên quan đến là database. Nó có bốn cái phân loại này. Thì trong cái phần này thì nếu mà các em chưa rành thì các em phân loại sai cũng cũng chưa có sao hết, nhưng cái quan trọng á là các em ghi nhận đơn giản, trung bình, phức tạp. Ví dụ như thầy làm thử nha. Bây giờ mình nhìn vô cái bảng mô tả ở đây, ví dụ như ở ở đây là mình gỡ ra game, mình copy nó. Phân loại cái game đó mình có thể mình quản lý trên cái cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như vậy á, thì
mình coi cái phân loại nó và cái mô tả ở đây là cái độ phức tạp của nó là trung bình ha. Rồi người mới được bước này bước chân vào nghề, người làm game, các cái hãng game cần gỡ game ra khỏi ứng dụng ha. Thì cái này gỡ game thì mình liên quan đến ví dụ như là cái game đó còn được sử dụng hay là không, chẳng hạn như vậy. Rồi độ phức tạp của nó là trung bình, mình không quan tâm cái này, người ta đã đánh giá sẵn cho rồi, và mình giả lập như là trên nguyên tắc là cái bản đánh giá này là đúng và được các cái bên liên quan đã chấp nhận, thì chúng ta chỉ nhập vào đây chẳng hạn. Rồi nó gỡ là nó còn hay là không ở trong cái cơ sở dữ liệu, ví dụ như như vậy thì mình liên quan đến là cái database ha. Tương tự như vậy mình sẽ làm những cái phần còn lại, ví dụ như phần thứ hai là phản hồi chơi. Lúc nãy là mình thấy cái mô tả đây là đơn giản. Chúng ta ghi đây là đơn giản và mình nhận định là phản hồi chơi này đó thì mình phải gõ cái dữ liệu vô. Thì trong cái cuộc game thì mình nói là cái dữ liệu này là input, phản hồi lại thôi, chỉ ấy là nhập về lên thôi, nhập dữ liệu phản hồi cái gì ha, thì đưa lên rồi vân vân. Thì khi mà mình sẽ rà soát lại, mình liệt kê hết tất cả những cái UK này, thì ví dụ như ở đây coi coi mô tả 4.8 4.11 12 5, có khoảng 15 ha. Thì các em mô tả hết 15 cái UK đó. Rồi, như vậy á, thì bước số 2 là mình gì? Sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu. Ở đây là cái phần về một cái nữa đó. Thì các em có thể các em thêm vô cái cột ở đây là mình có thể thêm một cái thông tin nữa. Nó còn một cái thông tin nữa nè là bắt buộc hay là không. Ví dụ như như vậy. Thì thông thường thì các cái phần ứng với mỗi cái phần á, người ta sẽ có mô tả. Ví dụ như ở đây là bắt buộc thì mình có thể mô tả thêm ha, cái yêu cầu này là bắt buộc, hoặc là chút nữa mình nhập cái bảng tiếp theo cũng được, không sao hết. Ở đây là mình mức độ đó, mức độ ưu tiên ha. Rồi. Đó là bước số 2. Thầy dừng lại chút xíu ha, có bạn nào hỏi về cái bước số 2 này hay là không ạ? Em xin hỏi các thầy, Đây. thầy có nên giải thích rõ từng cái chức năng, từng cái yêu cầu đó không thầy, rồi để em biết cái tầm quan trọng của nó, để mình lấy ngay cho cái yếu tố đó mình ép qua bên cái file bên kia. Nãy giờ không biết thầy có nói chưa, hay là tại vì em chưa hiểu, em chưa nắm kịp Rồi tại rồi thầy sao. thầy rồi Tại sao thầy giải thích lại. Giả sử như ở cái bước số 1 đó em là mình phải cử một cái đội để mà mình đi điều tra, mình thành lập mà cái mình xây dựng một cái tài liệu gọi là tài liệu về đặc tả yêu cầu phần mềm.
Thì cái tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm nó sẽ là mô tả theo cái dạng thức giống như là cái tài liệu mà thầy đang ví dụ. Ở đây là một cái bài tập, kết quả bài tập của sinh viên này, của cái môn học là nhập môn công nghệ phần mềm, cái môn học hôm trước thầy hỏi các em có học không đó. Rồi trong cái nguyên tắc á, là cái bảng này giống như là cái phụ lục hợp đồng mô tả cái sản phẩm mà chúng ta phải làm. Trên cái trong cái bảng này đó thì nó mô tả rất là rõ về các yêu cầu phần mềm cũng như là các cái trường hợp mô tả về từng cái trường hợp sử dụng này. Thì tất cả những cái gì mà đưa vào đây là mình phải phải làm hết. À, ví dụ như mình mở lên một cái file thứ hai trong cái ví dụ á, cái này nó nhiều hơn thế nè, em coi nè ha. Thì ở đây cũng mô tả các cái, thì tất cả những cái phần ở đây là chúng ta phải được, bảng này mình gọi là bảng mô tả các trường hợp sử dụng. Và cái bảng này để mình tiến hành thì nó phải được các bên liên quan, ví dụ như công ty A thuê công ty B làm thì phải có một cái sự thỏa thuận nhất thống nhất giữa công ty A và B về cái bảng này. Và tất cả những cái tính năng này chúng ta phải được xây dựng cho cái phần mềm của mình. Em rõ được cái phần đó chưa? Dạ, không biết rồi. Là cái câu trả lời dạ, rồi. Cho nên cái người mà mình tính, mình có khi là mình đôi khi mình không cần cái bảng này, mình gọi là mình dùng một cái tương đồng. Ví dụ mình làm trang web cho công ty A, mình đã tính rồi, làm trang web công ty B mình hảo mình tính bao nhiêu về chẳng hạn, mình ước lượng. Nhưng để có một cái phương pháp tính chính xác thì ở đây nó gọi là UKPON, là mình tính chính xác. Nếu mà với cái bảng phụ lục mô tả các cái tính năng như vậy thì chúng ta có thể ước tính ra được cái chi phí cho công việc tạo ra cái sản phẩm phần mềm theo cái bảng đặc tả. Được không em? Dạ được. Rồi, ok. Mình tiếp tục ha. Thì để do vấn đề về thời gian tôi không có thể làm nào mà copy paste từng cái rồi, thì khi mà ở đây làm tôi đã làm lấy một cái bảng của một nhóm tính về một cái phần mềm cho quản lý cho một cái câu lạc bộ chẳng hạn như vậy ha. Rồi thì ở đây người ta thống kê chỉ đơn giản là mình copy paste thống kê lại được 19 tính năng. Rồi chúng ta thảo luận cái dữ liệu đó là loại dữ liệu gì. Thì trong cái thường cái phần này các cái chuyên gia về công nghệ thông tin họ sẽ biết, họ có thể ước lượng cái phân loại này cho mình luôn. Rồi cái trung bình đơn giản hay là phức tạp thì chúng ta cũng tra trong cái theo cái gọi là theo cái hợp đồng. Ở đây ha, mức độ cần thiết nè. Rồi phân loại nè, mình có luôn nè. Được chưa? Như vậy là mình xong bước 2. Được chưa các em? Bước 2 là mình thống kê để được cái bảng như thế này. Mình gọi là bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm. Đây. Nếu trong quá trình mà tôi hướng dẫn thì các em có câu hỏi gì các em cứ việc đặt ha. Bây giờ bước 3. Bước 3 đó là mình lập bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang các trường hợp sử dụng. Thì ở đây là lúc nãy mình chép copy các cái UK là nó chính xác đó. Thì thường do các em sinh viên làm mà không có tắt qua một cái bảng, là mình không có cái bảng mình mô tả các yêu cầu, rồi từ các cái yêu cầu đó người ta mới mô tả ra các cái trường hợp sử dụng. Ở đây các bạn đi thẳng luôn từ yêu cầu, các bạn mô tả thẳng trường hợp sử dụng thì có thể là chúng ta sẽ có một cái ánh xạ 1:1.
Thầy, thầy cho em hỏi lại bước 2 cái thầy. Rồi. Dạ, hồi nãy là thầy để là bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu. Nhưng mà giả tỉ như mà có nghĩa là mình sắp xếp thứ tự ưu tiên là từ trên xuống dưới là nó ưu tiên cái cuối cùng là cái quan trọng nhất, hay là trong cái đặc tả đó Nguyễn mình có đủ thành phần là được thầy? Mình chỉ mô tả hết ưu tiên ở đây chút nữa mà thầy sẽ nói về cái mức độ, cái cột hồi nãy thầy mới thêm vô ở bên là mức độ cần thiết đó các em. Ưu tiên ở đây là mình nói về cái việc thực hiện cái yêu cầu đó có bắt buộc hay là không, mà nó ở cái mức độ cần thiết này nè. Dạ rồi, em hiểu rồi, cảm ơn thầy. Các em thấy ở đây không, phân mức độ cần thiết nè. Trong một cái yêu cầu á, thường nó có một cái là nó gọi là bắt buộc. Ví dụ như anh phải có cái phần quản lý người dùng chẳng hạn, như vậy một cái ứng dụng phải có phần quản lý người dùng. Còn nếu mà mình có ví dụ như mình làm một cái phần mềm nào đó nhưng mình có phần gọi là phần công cụ sao lưu backup đi, thì nếu mà không có công cụ sao lưu backup thì các em có thể biết MySQL, các em biết hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các em biết sử dụng á, thì các em có thể backup bằng tay. Thì cái phần như vậy mình có thể là mình có hoặc là không có cũng được, thì mình gọi là cái phần tùy chọn hoặc là mong muốn của cái người sử dụng. Thì nó có ba cái mức độ cần thiết này, nó là gọi là bắt buộc, là phần mềm đó cái tính năng đó nó không thể thiếu. Còn cái tùy chọn á, là ví dụ như cái nhà sản xuất người ta đưa ra, cái phần này anh chị có thể thêm vô, nhưng mà không do giới hạn về mặt thời gian hoặc là về mặt kinh phí thì không có cũng được, chẳng hạn như vậy. Còn bắt buộc là bắt buộc phải có, thì cái ưu tiên ở đây là mình cần phải có ở trong hay là không, nó vấn đề về thời gian hay là vấn đề về kinh phí thì mình có những cái option khác nha em. Cái tùy chọn ở đây và sắp xếp thứ tự ưu tiên ở đây là mình bắt buộc hay là không thôi, chứ không phải mà mình phân loại bắt buộc hay là không. Thầy, còn nếu như mà cái thứ tự ưu tiên mà bắt buộc, hoặc là mình cảm thấy trung bình, hoặc mình cảm thấy đơn giản, là nó ảnh hưởng tới cái mức ước lượng chi phí không thầy? Cái này á, trung bình hay là đơn giản thì nó ảnh hưởng em. Cái này á, là mình phải những cái cột này nè, mình phải chép đúng như ở bên trong cái bảng mô tả đây. Cái bảng mô tả này mình coi như là được sự thống nhất gọi giữa công ty AB hoặc là sự thống nhất của các cái bên liên quan á, là anh phải làm phần mềm theo cái bảng mô tả này. Và khi mà mình thống nhất rồi á, thì để làm cơ sở tính toán thì giống như nãy thầy nói với các em á, mình đơn giản mình thống kê thôi, mình chỉ cần copy paste để mà mình đưa nó vô đây thôi, đưa easy hết, không có gì mình phải thay đổi hết. Em hiểu được chưa? Dạ em hiểu. Rồi, như vậy là bước 2 xong ha. Dạ. Rồi. Mình làm cái bài thực hành mà, cho nên các em coi kỹ, và cái file Excel thì thầy không gửi cho các em mà các em tự tạo. Rồi, kế tiếp thì các em click vào cái dấu cộng này, các em để có được bước 3. Em và các em rename đó, các em đánh vào bước 3. Rồi bước 3 làm cái gì? Mình lập bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang các trường hợp sử dụng. Thường thì nó gọi là cái yêu cầu chức năng là các nó trở thành những cái tính năng ở trong phần mềm. Thì cái tính năng đó nó sẽ được thiết kế
thiết kế thành những cái trường hợp sử dụng gì. Thì các em đã học về UML chưa? Dạ rồi. Các em học phân tích hệ thống chưa? Dạ rồi. Phân tích hệ thống hướng đối tượng rồi đó. À, các em có nhìn cái sơ đồ này các em biết không? Rồi, nếu mà cũng không, cũng không có gì quan trọng lắm, em biết thì mình tốt, ok. Còn còn không á, thì mình chỉ đơn thuần là mình thống kê thôi, mình biết phương pháp để mình thống kê thôi. Thì chúng ta dựa trên cái bảng mô tả này. Về cũng tương tự như vậy á, thì mình đi vô cái phụ lục số 2. Yeah. Cái phụ lục số 2 ở trang 11. Các em có thể đến thực hành luôn theo thầy. Rồi, copy. Yeah. Rồi sau đó mình chuyển sang Excel. Mình đến cái bước 3, mình paste nó vô. Rồi chúng ta cũng chỉnh sửa. Đây nè, nãy có mức độ cần thiết ha. Thì chúng ta cũng thống kê. Thì thống kê lại, nếu mà nó giống nhau thì mình có thể mình làm nhanh. À, ví dụ như thôi bây giờ mình thống kê đi ha. Ở đây cái tên UK là gỡ RAM game. Rồi tác nhân chính. Mình xem ở đây ha, actor nè, tác nhân chính nè. Nhà phát hành game. Mình chưa nói là cái này nó phân tích đúng sai, mà mình giả lập như là đây là một cái bản đang được phân tích là đúng và đã được chấp nhận nha các em. Tại vì đây là thầy lấy cái bài tập, chứ không phải là mình chứ không phải là một cái tài liệu chính thức. Đây là kết quả bài tập thôi. Tác nhân chính mình ghi ra. Tác nhân phụ không có, mình bỏ trống. Rồi mô tả trường hợp sử dụng. Đây nó có hàng mô này, người sử dụng gì đó. Gõ vào đây. Rồi mức độ cần thiết. Buộc. Mình gõ vào đây. Được chưa? Tương tự như vậy, mình làm tất cả những tác nhân. Cái để cho dễ thì em nên bổ sung thêm cái độ phức tạp ở đây. Cái ghi chú là mình ghi độ phức tạp. Mình bổ sung thêm cái cột này. Mình thống kê cho nó lúc nãy là trung bình. Thật sự ra mình làm hai bảng rồi mình thống kê cũng được, nhưng mà mình thêm cái cột này nữa mình thống kê cho nó nhanh. Khi chúng ta làm hết thì chúng ta sẽ được một cái bảng như ở đây. Thống kê tất cả các cái trường hợp sử dụng.
Nếu mà các em mà nó hơi lộn xộn ha, ví dụ như các em có thể sơn, các em có bề biết sắp xếp chẳng hạn như vậy thì mình có thể mình sót cái bảng này nè, ví dụ như mình mức độ cần thiết và phân loại chẳng hạn như vậy ha, thì bảng F và G ha, mình sót với nhau, mình chọn nè theo thứ tự tăng, thì các em sẽ thấy rằng là những cái nào bắt buộc nó sắp thành cụm nè, hen rồi đơn giản nè, rồi đến trung bình phức tạp vậy, mong muốn non muốn là tùy chọn nè, nó rút lại với nhau cho mình dễ. Đó là bước số 3. Thôi từ từ nha, cái này các em nên nắm để sau này mình hỏi làm cái này bao nhiêu tiền là mình biết đường mình tính. Vậy là cái công việc của mình trong cái học phần này là mình làm cái bảng đánh giá để xác định cái giá trị cũng như là cái chi phí để làm thì cái phần mềm chuẩn bị Nó triển chỉ khai. là một phần thôi em, đúng rồi, nhưng mà nó chỉ là một phần thôi, mình xác định chi phí chỉ là một phần của cái môn học này, rồi nó còn phải tính toán về thời gian nữa, thời gian thực hiện bao lâu, rồi khi nào thực hiện công việc gì, nói chung là mình phải ra được cái bản kế hoạch thực hiện dự án. Mình có làm luôn cái file đặt trả mẫu giống như cái mấy cái file mẫu không? Không, em không có làm, em chỉ nhóm hôm trước thầy nói đó, là mình chỉ chọn một file rồi mình làm cái bài tập về để mình tính toán phần mềm cho cái file đó, Mình giá trị phần mềm. dựa trên cái file đó mà mình tính cái Đúng giá rồi, trị đúng của rồi, phần mềm. đúng rồi. Rồi sau đó dựa trên đó mình sẽ xây dựng một cái kế hoạch thực hiện. Tới mấy cái bài chưa tới thì thầy sẽ dạy, còn cái bài hôm nay mình làm cái bài thực hành này ha, là làm sao mình mở cái file đó lên, mình tính toán được là để làm được cái phần mềm như vậy thì cần phải tốn bao nhiêu tiền. Được chưa? Thầy thầy nói Thầy lại muốn phải thầy. thầy nói đó là ví dụ như bây giờ như vậy nè. Em giả sử như em nhận cái hợp đồng như thế này, em nhận một cái hợp đồng là em làm cái phần mềm trong cái bản dự án nè, em download cái dự án về, thầy có đưa 12 cái dự án, 12 cái dự án là 12 cái kết quả bài tập mà các em sinh viên học cái môn nhập môn đã làm á, thì giả sử như mình chọn một cái hợp đồng ở hợp đồng số 3 đi, thì khi mà mình xây dựng cái quản lý cửa hàng tiện lợi này nè, thì mình phải trả lời được là để xây dựng cửa hàng tiện lợi với các yêu cầu được mô tả ở đây, yêu cầu chức năng phi chức năng được mô tả ở đây, cần phải cái chi phí là bao nhiêu, hiểu được chưa? Dạ Và hiểu để tính rồi. rồi và để tính được cái chi phí đó đó thì thầy đang hướng dẫn bước 1, bước 2. Bước 1 là mình có cái này ha, bước 1 là mình phải làm cái này nè, mình không có đủ thời gian, và cái phần này là cái phần mà mình đã, nếu mà các em học á, là nó nằm bên chỗ gọi là thu thập và phân tích yêu cầu. Mình giả lập là mình đã có cái tài liệu này rồi, bây giờ mình sẽ đi lập kế hoạch cho nó, tính toán chi phí cho nó, hiểu chưa? Dạ hiểu, nhưng mà hồi nãy em nghe thầy nói là cái bài tập nhóm mà để nộp với cái bản kế hoạch đó thầy, là mình dựa trên cái bài tập này, cái bài tập mà trong 10 cái dự án thầy cho rồi mình mới lập kế hoạch trên đó hay Đúng là rồi. sao á? Đúng rồi, đúng rồi, trong 10 dự án đó là phải lập kế hoạch trên đó. Như vậy thì cái bài tập nhóm với cái bài tập cá nhân thì nó giống nhau y gật Ừ, từ từ, bây giờ luôn. mình chỉ có bước 1, mình lập kế hoạch, mình chưa học hết mà.
Cho nên là bước này là mình trước khi lập kế hoạch là mình phải nói với để làm cái này tôi cần phải bao nhiêu tiền. Cái đã đúng không? Rồi câu trả lời thứ hai là để làm cái này á là tôi cần bao nhiêu thời gian. Hiểu chưa? Tạm thời hiểu tới phần đó. Mấy cái phần... Ok, từ từ. Đúng rồi. Hiểu tới phần đó là được rồi. Tại vì mình chưa học những phần khác mà. Hay bản là cái file Word hồi nãy, cái trong cái file Excel, cái trong cái phần đánh giá mức độ trung bình hoặc là quan trọng. Mức độ trung bình hay là phức tạp thì mình có ở trong đây rồi em. Dạ. Có sẵn ở trong đây rồi, mình đừng quan tâm gì hết. Coi như người ta làm sao thì mình cứ theo theo này mình. Tại vì mình giả sử giả lập rằng là đây là tài liệu đã được chấp nhận. Em hiểu không? Dạ, tức là cái trong cái từ ngữ mà đơn giản thì nó có nhiều cái cách hiểu khác nhau, mỗi người hiểu. Ví dụ như nó có 5 cái chức năng. Ví dụ cái người kỹ thuật viên, cái người lập trình viên hoặc là cái người đánh giá này, người ta thấy là 5 cái chức năng đó, cái mức độ đơn giản là nó chỉ có 5 chức năng thôi. Nhưng mà cái người khách hàng á, nhiều khi người ta lương lẹo hoặc là người ta hiểu nhầm đi, người ta nói là tôi có 10 cái chức năng. Nhưng mà tôi nghĩ nó là đơn giản. Nó cũng là dùng chung một cái em, tại vì nó có một cái quy tắc. Ví dụ như thầy để em đang hỏi đó thì nó có cái quy tắc luôn. Đây thầy sẽ nói ha. Ví dụ như là nó dễ, tại hôm trước thầy dặn mà tụi em không chịu đọc đó. Sắp xếp mức độ cần thiết nè thì nó có 3 cấp độ B, M và T. B, M, T là cái gì? Ví dụ như B á, là nó tương đương với là bắt buộc ha. Rồi M á, là mong muốn, T là tùy chọn. Thì bắt buộc cái này là nếu mà mình ghi loại B á, là loại mà nếu mà thiếu coi như là phần mềm nó không có hoạt động được. Còn loại M và loại T á, có cũng được, không có cũng không sao. Nó không gọi là nhu cầu cấp thiết. Nhưng có được những cái thằng này thì cái phần mềm nó hoạt động tiện lợi hơn, tốt hơn, chẳng hạn như vậy, nhanh hơn, chẳng hạn như vậy. Thì đến nửa chút nữa, đến cái phụ lục 4 nó sẽ có cái giải thích nè. Mô tả nè, rồi mô tả chức năng mở rộng, có nghĩa là mình tùy chọn á, mô tả chức năng là nâng cao nè. Cái này là nó có hoặc là không có cũng được. Nó mở rộng và nâng cao mà. Nó làm, ví dụ như thầy nói là dễ sử dụng hơn, chạy nhanh hơn, tiện lợi hơn, thì vân vân đó. Còn cái này nó, cơ bản này nó phải bắt buộc phải có. Được chưa? Dạ rồi. Thì nếu mà anh nói rồi, bây giờ mình nói là cái đơn giản, trung bình, phức tạp nha. Đơn giản, trung bình, phức tạp thì nó lại tính một cái là gì? Sẵn các em hỏi thì thầy giải thích, đáng lẽ là cái này các em phải đọc á. Đây. Theo độ phức tạp, trường hợp sử dụng đơn giản có số lượng giao dịch nhỏ hơn 4. Nha. Rồi trường hợp trung bình là có số lượng giao dịch từ 4 đến 7. Trường hợp số lượng giao dịch mà lớn hơn 7 thì coi như là phức tạp. Như vậy thì mình đâu có né đâu được. Cái bảng này nó mô tả số lượng giao dịch. Nha, nó mô tả số lượng giao dịch. Bây giờ anh ăn gian tôi đâu được, anh ở đây anh đưa ra là 7 mà anh nói là đơn giản sao được, đúng không? Hoặc là anh nói trung bình sao được? Còn ngược lại đứng ở cái phía mà cái người mà thi công, người ta nói ô cái này là ví dụ mình lấy cái khác đi. Sao 7 không ạ? Đây. Bây giờ ở đây có 4 nha. Mà tính phức tạp sao không tính được? Đúng không? Hồi nãy mình nói là nhỏ hơn 4 là đơn giản, từ 4 đến 7 ở đây là 4.
À, nhưng mà ví dụ kết thúc sự kiện này cũng không phải nè. Đó. Thì giả sử như mình coi này là đúng đi. Mình đếm là 4. Thì nó phải là ở trung bình. Chứ không thể nào nó phức tạp mà cũng không thể nào nó đơn giản. À, đó. Em thấy không? Được chưa? Cho nên là cái môn mà nó có một cái là nó cái môn nó gọi là nhập môn công nghệ phần mềm. À, trước à, các em do các em không có học cái phần đó nên thầy thầy hướng dẫn thêm ha. À, còn không thì mình gọi là mình chấp nhận cái bản này thôi. Còn để mình hiểu như thế nào thì ok thì nó có giải thích ở trong đó thì các em đọc. Được chưa các em? Các bạn thấy chưa? Rồi, ok, mình đi tiếp nha các em. Mình nếu mà mình thống kê á, thì chúng ta sẽ được cái bảng ở bước 3 như thế này. Rồi, đến bước số 4. Bước số 4 là bảng tính các tác nhân. Thì chúng ta tính coi mình có bao nhiêu tác nhân. Rồi tác nhân đó là đơn giản, trung bình hay là phức tạp nha. Thì cái phần này mình phải hiểu biết một chút nè. Bây giờ mình làm sao có cái bảng này thì các em cũng đến cái mô tả. Hai ba đây tính toán các cái trường hợp sử dụng. Rồi hút lại thầy đi lên phụ lục 2. Đây, tác nhân. Phụ lục 3 ha. Rồi mình cũng copy cái bảng này. Rồi mình đến bước 4. Rồi chúng ta copy vô. Các em mới cái thống kê tác nhân là cái gì các em biết không? Trong sơ đồ các trường hợp sử dụng á, hoặc là mình học trong UML rồi mình UK diagram, các em có vẽ bao giờ vẽ ra cái sơ đồ các trường hợp sử dụng như thế này chưa? Người sử dụng quản lý phần mềm, mình gọi là tác nhân là người sử dụng rồi đó. Rồi có thể là cái phần mềm của mình tương tác với phần mềm khác thì tác nhân cũng có thể là phần mềm. Rồi cái phần mềm của mình tương tác với thiết bị phần cứng, chẳng hạn cũng là thiết bị phần cứng cũng có thể là tác nhân nha. Thì chúng ta đơn giản ở đây là mình coi cái trên các cái sơ đồ mình coi tác nhân, ví dụ như mình lướt qua hết tất cả nè,
ở đây là nhà phát hành game nè, ha. Rồi người quản lý là 2 nè, người chơi là 3 nè, ha. Rồi không có xuất hiện mới, không có xuất hiện mới, quản lý Google dữ liệu doanh thu, à có Google nữa ha, rồi thêm là 4 ha. Rồi giả sử như mình thống kê là 4, nhưng mà mình coi coi cái tác nhân, ví dụ như nhà phát hành game này đó, cái độ phức tạp của nó là đơn giản hay là trung bình hay là phức tạp. Thì nó đối với những cái đơn giản là giống như là giao diện cái chương trình các em đọc, ví dụ như ở đây mình giao diện dạng cửa sổ lệnh như thế này, mình muốn thực hiện cái lệnh nào thì mình gọi thực hiện cái đó, mình gõ vô rồi thực hiện xong rồi thôi, gọi là cửa sổ lệnh. Cái dạng thứ hai á, là các em nghe nói đến là giao diện chương trình là các cái API, mình muốn giao tiếp với chương trình khác thông qua các cái API. Và cái dạng thứ ba đó là cái dạng mà mình nói là giao diện đồ họa. Thì các em đọc cái phần công văn hướng dẫn ha. Ở đây ví dụ đơn giản là máy tính giao với giao diện lập trình nè, rồi giao diện trung bình là giao diện người máy qua command line nè, ha, rồi giao diện qua cái đồ họa này đó. Thì nếu mà mình qua API ấy, là đơn giản, mà giao diện dạng là command line lúc nãy là như thế này thì nó là trung bình. Còn giao diện ví dụ như thông qua cái ví dụ như thầy muốn thao tác trên Microsoft Word thì thầy phải ra các cái lệnh qua các cái trình giao tiếp ha, bằng đồ họa như thế này thì nó là sẽ là giao diện đồ họa nè, thì là phức tạp. Thì nếu mà mình thống kê như vậy, mình hiểu và mình thống kê, lúc này các em thống kê trong cái bảng mô tả ở đây lúc nãy mình đếm được 4, và tất cả những cái phần này mình giả lập là nó được đều được giao diện qua cái giao diện là đồ họa hết, thì lúc đó chúng ta sẽ thống kê ở đây, ví dụ như loại tác nhân không có API nào hết, dưới ai mình không, trung bình mình không có, và có ở đây là 4, mình ghi là 4 nha. Rồi tuy nhiên á, các em chú ý, lúc nãy mình thấy có một cái là Google AdSense. Google AdSense này thực sự là một cái ứng dụng, chứ không có cái này, có nghĩa là mình giao tiếp với cái này để quản lý doanh thu nha, tính năng của Google để mà quản lý doanh thu. Cho nên ở đây là mình giao tiếp bằng API, giao tiếp API. Thì lúc này chúng ta có một cái giao diện trung bình, và mình giảm ở đây là mình có 3 giao diện phức tạp và có 0. Được chưa? Dựa vào cái hướng dẫn ở đây, khi nào đánh giá một tác nhân là đơn giản, khi nào đánh giá một tác nhân là trung bình, và khi nào đánh giá một tác nhân là phức tạp, thì tùy theo cái trường hợp sử dụng mà tác nhân đó tương tác với hệ thống. Lần này các em có câu hỏi nào các em sẽ trao đổi liền ha. Lưu ý đó, tại sao ở trong cái trường hợp này thầy phân tích nó là 0, 1 và 3. Thì thầy nói lại nè, thầy đếm nè ha, ở đây là quản lý,
và cái người quản lý này là giao diện đồ họa hay là dạng là chương trình đơn giản hoặc là giao tiếp qua ứng dụng, thì mình nói giao tiếp ở đây là đồ họa thì mình đếm đây là một phức tạp. Còn cái Google SNC này á, là giao tiếp theo cái dạng là qua API thì mình gọi là đơn giản. Còn các cái còn lại nữa là phức tạp hết. Thì lúc này mình thống kê ha, xin lỗi, nãy là đơn giản là một, trung bình là không có, và đây này mới đúng nha. Đó là giao tiếp qua API nè. Rồi chúng ta mới tính cái điểm tác nhân nha. Mình có cái trọng số 1 cho đơn giản, 2 cho trung bình và 3 cho phức tạp. Thì chúng ta có cái bảng trọng số ở đây. Mình copy cái bảng trọng số này vô luôn. Rồi khi chúng ta có cái bảng trọng số này rồi ha, thì mình tính nè, mình sẽ bằng dấu bằng, các em chú ý ha, cái này mình phải làm công thức, bắt đầu mình tính toán bằng sử dụng công thức Excel rồi đó. Bằng số lượng tác nhân mình click vào cái dấu bằng ha, thầy làm lại nè. Chúng ta sẽ click vào cái ô mà mình cần tính toán, mình gõ dấu bằng để mình báo hiệu là mình sẽ nhập công thức. Chúng ta sẽ bằng số lượng tác nhân là mình click vào cái ô tác nhân, mình gõ vào dấu nhân, nhân với trọng số, cái này là đơn giản thì nhân với trọng số là đơn giản, mình gõ vào cái ô trọng số, gõ enter cái này là một. Tương tự như vậy thì mình có thể, ở đây là do cái công thức cho nên mình có thể mình copy ra thì 3 này nhân với 3 bằng 9 nè, 0 nhân với 2 bằng 0 nè. Rồi cuối cùng ở đây là cái tổng 1 cộng 2 cộng 3. Ba cái này cộng lại với nhau. Mình bằng ở đây. Mình vô bằng sum hoặc là cái gì? 1 cộng 2 cộng 3. Làm công thức này. Mình vượt. Hoặc là mình làm công thức sum. Rồi như vậy là mình xong cái bước gọi là tính điểm tác nhân. Được chưa các em? Rồi, nếu không có cái gì đó, thì mình click vô dấu cộng để mình thêm cái bảng tính nữa. Mình tính ở đây là rename nó là bước 5. Rồi chúng ta sẽ sang cái bước 5 làm cái gì? Bước 5 ở đây á, là mình thống kê số lượng gọi là bảng tính điểm các trường hợp sử dụng. Nha. Thì cũng tương tự như vậy là các em copy cái bảng này vô. Bây giờ thầy không làm nữa ha. Các em copy vô, các em dàn trang nó ra. Rồi bắt đầu thống kê sao? Đây là bước 5. Nha, bước 5. Tại sao mình có 6, 2, 0? Rồi mình có những cái khoản này nè. Mình phải tính toán. Làm sao mình tính được. Rồi.
Bước 5 lúc ban đầu á là tất cả mình chép vô là nó trống như vậy nha. Rồi cái phần này mình cũng cũng trống hết. Làm sao để tính được nha. Bắt đầu mình trước hết là mình đếm đếm mình coi ở bước số 3 nha. Mình thấy là bước 5 nè, nếu mà loại B đơn giản trung bình phức tạp, đây nãy mình sọt là nó dễ lắm, loại B là bắt buộc nè, đơn giản ở đây là các em đếm là bao nhiêu. Được bao nhiêu các em? Bắt buộc có bao nhiêu cái đơn giản? Dạ 5. 5 cái đơn giản. Ở đây mình có là 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? Ok, 5. 5 cái đơn giản thì đơn giản. Rồi thì mình đếm đây là nhập vô đây là 5. Số lượng. Có 5 trường hợp đơn giản mà bắt buộc. Rồi tiếp tục. Bắt buộc nhưng mà trung bình. Thì bắt buộc trung bình ở đây mình có 3. Mình nhập vô đây là 3. Mình không có cái phức tạp. Cho nên mình nhập vô đây là 0. Rồi cái mấy cái tổng này thì mình tính sao? Rồi, tương tự như vậy là loại M. Loại M ở đây đơn giản. Mình thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng không? Rồi M8 đơn giản và một cái trung bình mình làm nhanh luôn. Như vậy mình là 8, 1 và 0. Tiếp tục. Là tùy chọn thì mình có một đơn giản và một trung bình. Rồi. Chúng ta mới bằng sum của các cái phần này lại. Nếu mà các em biết Excel thì cái này là vấn đề về kỹ năng Excel thôi các em. Các em kiểm tra lại ha. 8 dưới 2 là 10, dưới 9 là 19. Ha. Mình kiểm tra lại cái danh sách ở đây nó cũng có 19. Không thể nào hơn được. Nha. Kiểm tra thôi. Mình kiểm tra lại cẩn thận. Mình kiểm tra lại để cho nó đảm bảo là mình đã thống kê đúng. Đến cái cột điểm này. Cái cột điểm này thì mình sẽ tính như sau. Điểm các cái trường hợp sử dụng á thì nó sẽ tùy theo nó có cái trọng số nha. Nó có nè, điểm bằng số trường hợp nhân với trọng số và nhân với hệ số BMT. Mình có số trường hợp mình thống kê rồi, làm sao mình cái trọng số và hệ số BMT ở đâu, nó có cái bảng ở dưới này. Nếu mà cái loại đơn giản trọng số là 5, trung bình là 10 và phức tạp nó là 15,
Nếu loại B thì nó có cái hệ số BMT là 1, loại M là 1.2 và loại T là 1.5. À, thì để làm những cái chức năng mở rộng và nâng cao nè, thì cái chi phí nó nhiều hơn là cái loại bình thường. À, đó. Nếu mà càng loại nhiều loại M và nhiều loại T thì cái giá trị phần mềm nó càng cao. Nha. Yeah. Cho nên trong tính toán á, người ta rất là hạn chế cái đưa vào các cái phần này, hầu như là người ta chuyển các cái phần này là gọi sang bắt buộc hoặc là người ta cắt bỏ. Nha. Yeah. Như vậy á thì mình sẽ qua cái bảng làm sao mình chép nguyên cái bảng này nha, mình chép nguyên cái bảng này, mình copy. Chúng ta thảy vào cái bảng Excel. Được như bên đây nè các em. Đó. À, ví dụ như ở đây đây. Thì pet nè. Nó thảy qua. À, là được cái bảng như thế này. Rồi. À, mình tính điểm bằng cách là mình click vào cái ô. Ví dụ như là đội đơn giản. Đầu tiên mình cũng gõ vô bàn. Bằng số lượng nè. Mình click vào cái ô số lượng. Mình nhân. Với trọng số. Nhân với hệ số BMT. Xong mình gõ Enter. Như vậy ở đây thì nó tương ứng với nhau theo dòng, nó chuyển đổi theo dòng, hoặc là các em phải làm công thức các em copy xuống từng cái. À. Rồi tương tự như vậy thì mình cũng bằng nhân trọng số nhân hệ số. À, thì trong cái phần này các em chú ý là cái này nó bị sai. Sai sao? Là do là mình dấu chấm 1.2, 1.2 thì mình phải đổi thành 1.2. Còn nếu mà bạn nào dùng cái hệ số dùng dấu phẩy thập phân thì ok, nó không có vấn đề. Ở đây là mình dùng dấu chấm thập phân. Tương tự như vậy thì các em được cái bảng ở bên dưới ha, mình cũng làm luôn, chịu khó mình làm đi. Copy cũng được thôi chứ không có vấn đề gì hết. Rồi chúng ta sẽ sum từng loại một, giống như ở phần ở bên trên. Thật sự ra đây thì mình kéo ngang thì nó cũng ra sum rồi. Copy công thức ha, cái này bạn phải làm Excel. Rồi. Sau đó thì công thức cộng BTF cái nó gọi là cái các hệ số các cái trường hợp sử dụng á. Ở đây là mình số các trường hợp sử dụng là 1 cộng 2 cộng 3. Mình đây bằng 1, 1 là ở đây đúng không? Cộng 2 là ở cái ô 60 nè và cộng 3 là ô chứa giá trị 22.5. Mình gõ vô là nó ra là sao bằng đây. Đây. Nhớ là chúng ta phải làm công thức. Vì các em ha, cái này thì làm một cách là đơn giản nhất, bạn nào cũng có thể làm được. Còn tùy các em viết hàm vân vân, tùy biến. Nhưng mà làm sao ví dụ như tại sao mình phải dùng công thức ở đây, ví dụ như ở ở cái phần mà mình thống kê và mình thay đổi thì nó phải thay đổi theo vân vân, thì các em làm theo công thức mà nó càng tiện lợi càng tốt nha. Rồi tới bước số 6. Lập bảng tính
hệ số phức tạp kỹ thuật. Thì ở ở đây tùy theo cái phần mềm, mỗi một cái phần mềm chúng ta có cái hệ số phức tạp kỹ thuật khác nhau. À, có những cái phần mềm có rất là nhiều UK nhưng mà cái hệ số phức tạp kỹ thuật nó thấp, thì cái giá trị, cái chi phí nó cũng không có lớn. Và ngược lại, nếu mà những cái phần mềm mà yêu cầu cái độ phức tạp này mà nó cao, hay là yêu cầu gọi là kỹ thuật cao, thì cái giá trị phần mềm nó phải kéo theo là nó phải cao nha. Việc đánh giá và xếp hạng ở đây đó là do đội ngũ chuyên gia chúng ta ngồi thảo luận, nhưng mà đối với các em thì các em có thể thảo luận trong nhóm. Chúng ta có tổng cộng là 13 cái hệ số, 13 cái hệ số, trong đó trọng số cho từng hệ số đã được cho sẵn. Thì cái bảng này các em cũng copy hay từ cái phụ lục số 5 vô, thì chúng ta sẽ được một cái bảng như là bảng ở bước 6 nha. Các em tạo bước 6 và các em copy cái bảng ở phụ lục. Như vậy á, thì đối với 13 cái hệ số này đó, thì chúng ta phải chịu khó mình đọc ha. Hệ số 1 nó là cái gì, hệ số 2 nó là cái gì, hệ số 3 nó là cái gì. Có cái phần giải thích ở đây. Ngoài ra thì để hiểu được những vấn đề này thì mình gọi là hôm trước mình có nói đến đó, để quản lý dự án của một ngành nghề nào đó thì chúng ta cũng phải có cái kiến thức về cái domain đó. Ví dụ như mình quản lý dự án công nghệ thông tin thì mình cũng phải có hiểu biết về công nghệ thông tin. Còn nếu mà mình không hiểu thì mình phải nhờ chuyên gia đánh giá cái này. Rồi. Để đánh giá thì người ta đã thiết kế sẵn 6 mức độ từ 0 cho đến 5. Yeah. Rồi. Như vậy là trong cái nhóm dự án của mình phải ngồi họp lại coi cái hệ số 1 này, cái dự án mình là nó thuộc cái độ phức tạp 0, 1, 2, 3 cho đến 5. Thì ví dụ như ở đây là cái bảng đã cho điểm cho từng hệ số. Em mình phải cho điểm ở đây. Sau khi cho điểm rồi đó, thì chúng ta phải tính kết quả ở cái cột này. Cái cột mà thầy vừa bấm cái hiển thị các con số màu đỏ đó. Làm sao để tính? Thì chúng ta sẽ coi cái công thức nha. Sau khi mình đọc qua rồi, mình cho điểm rồi á. Đây. Mình bằng cái giá trị xếp hạng nhân với trọng số. Nha, cái kết quả. Rồi, như vậy thì mình ở đây là bằng giá trị xếp hạng nè. Bằng ha, giá trị xếp hạng là cái cột này. Mình nhân với trọng số của cái giá trị đó. Là ở đây. Mình gõ Enter một cái thì nó ra. Và mình ở đây mình copy xuống. Thì nó sẽ ra được điểm. Rồi. Hệ số TFV kép. Đây, hệ số TFV kép bằng tổng giá trị xếp hạng ha. Cái tổng giá trị đó. Cái điểm á, của 13 cái giá trị này ha. Bằng sigma nè. Thì mình sẽ dùng hàm sum. Ở đây mình để ở đây mình đặt hàm sum 13 cái giá trị đó lại. Nó ra là 23. Rồi, làm sao tính được cái TCF ở bên dưới này? Thì cái TCF lúc nãy ở đầu á, hoặc là các em sang cái phụ lục cuối cùng ở bên dưới này nè. Đây. Các em coi ở trang 26 á, nó có nè, cái TCF bằng 0,6 nhân cho tổng nhân cho cái tích của 0, xin lỗi, cộng cho cái tích của 0,01 nhân với TFV kép nha. Rồi bây giờ mình làm cái công thức này. Ở đây mình bằng nè,
0.6 cộng 0.01 nhân với cái TFV kép là ở trên này, gõ enter thì nó ra là 0.83. Đúng rồi, các bạn chuyển đổi là các em phải tự phân tích. Cái này là công việc của nhà quản lý ha, mình phải dựa trên đó mình phân tích. Ví dụ như mình quản lý dự án là mình khách hàng hỏi mình là bây giờ nếu mà đội của em làm cái này thì phải là bao nhiêu, chi phí nó là bao nhiêu, hoặc là giám đốc mà nhận cái hợp đồng giao cho mình, em tính toán coi cái chi phí cho cái hợp đồng mà làm ra cái sản phẩm như thế này là bao nhiêu tiền. Mình phải tự làm chứ. Rồi, nếu mà trường có quay video lại ha, trong trường hợp mà các em không có nắm thì các em có thể xem cái video lại nha. Cái phần này rất là quan trọng nha các em. Thông thường ví dụ như mình làm mà đi đấu thầu hoặc là mình đi thuyết minh, cái tại sao cái chi phí của mình phải ra như vậy thì mình phải làm đúng cái bảng này nè. Mình mới thuyết minh, bắt đầu xuất phát từ cái bản đặc tả yêu cầu mà chúng ta đã đồng ý. Dựa trên phân tích đó, chúng ta có ABC như thế này. Bước 6 ha. Bước 7 thì các em cũng coi phụ lục, rồi các em copy vô. Cái bước 7 thì nó gọi là bản tính hệ số tác động môi trường của nhóm làm việc. Thì cái này nó liên quan đến về kỹ năng và con người. Thì như thế này. Ở trong cái hướng dẫn á, cái hệ số môi trường nó có 8 cái hệ số môi trường. Ngoài ra về kỹ năng á, thì cái kỹ năng tùy theo, ví dụ như cái phần mềm của mình dùng ngôn ngữ gì thì mình sẽ liệt kê vô. Mình copy cái bảng này vào, những cái phần này mình có thể điều chỉnh lại. Kiến thức về lập trình, kiến thức về phần mềm, vân vân, mình có thể điều chỉnh lại. Nha. Còn bên dưới này thì chúng ta có thể giữ nguyên. Hoặc các em làm những cái quy trình khác, các em có thể yêu cầu, ví dụ như các em làm theo quy trình tăng trưởng hay là quy trình waterfall hay là gì đó thì các em cũng có thể thay đổi đây. Rồi. Nhưng lời khuyên thì chúng ta nên giữ cái này nha, giữ luôn cái này đi, mình chỉ thay đổi về kỹ năng rồi kiến thức phần mềm thôi. Như vậy thì mình quay lại ở đây, ví dụ như là cái kỹ năng về lập trình thì HTML, PHP, Java, JavaScript, đây là một cái dự án web. Thiết kế thì cần có Photoshop, cần có kiến thức về sử dụng Linux, Internet, v.v. Kỹ năng bên dưới thì quy trình làm việc thì giữ nguyên. Và để đánh giá cái này đó thì cũng là từ 0 cho đến 5. Tuy nhiên người ta không có chia ra mịn như vậy, mà ở đây gợi ý là chúng ta chỉ chia ra 3 cấp thôi. Đây. Không có kinh nghiệm là cho 0. Có kinh nghiệm trung bình là cho 3 điểm. Cần kiến thức chuyên gia thì cho 5 điểm. Rồi bắt đầu mình mới vô, mình cho điểm. Ở đây là cái kết quả điểm
thì nhóm các em thảo luận và các em cho điểm ở đây. Tiếp tục, ở trong cái bước 7 này nó có một cái là nó gọi là đánh giá về cái hệ số tác động môi trường và làm việc nhóm. Nó cũng có cái phụ lục ở trên này. Đây. Đó. Thì các em copy cái bảng này vô nha. Thì được ở bước 8. Ở đây chúng ta cũng xếp loại 0, 3 và 5 nha các em, đánh giá 0, 3 và 5. Sau khi có kết quả thì chúng ta sẽ coi cái công thức kết quả này, cái màu đỏ này nè, nó sẽ bằng là trọng số nhân với giá trị xếp hạng. Hay trong cái bảng hướng dẫn bằng trọng số thì mình ở đây mình làm công thức bằng trọng số nhân với giá trị xếp hạng. Mình copy xuống 8 cái hệ số môi trường. EFVK thì chúng ta sẽ coi cái hướng dẫn. Nó sẽ bằng sum của tất cả những cái phần này. Thì chuyển qua cái hướng dẫn. Đây. Rồi. Rồi, bằng sum ha. Rồi, tiếp tục mình tính cái độ ổn định kinh nghiệm này. Thì cho cái chữ màu xanh đậm đi. Rồi. Làm sao mình tính được? Thì tùy vào kết quả, mình nhìn cái bảng giá trị nội suy. Cái bảng giá trị nội suy thì nó cũng được cung cấp ở bên trong. Các em đọc kỹ ha, cái bảng giá trị nội suy ở đây. Đây. Nó ở trang số 23. Chúng ta cũng copy cái bảng giá trị nội suy này vào bên trong file Excel luôn. Chúng ta nhìn ở đây, nếu mà cái kết quả mà nó nhỏ hơn 0 thì giá trị nội suy nó bằng 0. Ví dụ như trong trường hợp này, cái này nó không có. Trong trường hợp ở đây thì nó bằng 0. Mình gõ 0 như thế này, không phải, mình phải làm công thức nha. 3 trừ 3 cũng bằng 0, mình không gõ 0 mà mình làm công thức. Công thức là mình if hay là gì đó. Bằng mấy ví dụ như ở đây là công thức ha, các em về làm để công thức. Nếu mà nó nhỏ hơn 0, nhỏ hơn bằng 0 thì bằng 0, còn nếu mà ngược lại nó lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn mấy gì đó, các em làm cái công thức ra nha, các em suy nghĩ cái công thức. Và đây là ở trên này nó có cái công thức rồi đó ha, ở đây công thức nè. Nghiên cứu sử dụng công thức if ha. Rồi. Rồi. Sau đó thì mình tính độ ổn định, thì các em nhìn cái ES này thì nó bằng tổng các cái giá trị nội suy. Thì cái phần ES ở đây. Nhìn nha, cái ES ở đây là 4 nè. Thì mình bằng sum của tất cả những cái phần này lại, mình viết ngang bằng nè, sum của tổng thì mình có ES. Rồi. Tiếp tục mình tính đến cái EF. EF này thì để cho nhanh ha, các em xem mà nãy lúc ở cuối trang á thì chúng ta có cái công thức EF ở đây. Nó bằng là 1,4
cộng cho trừ 0,03 nhân với EFV kép. Rồi. Thì chúng ta chỉ cần nhập vô đây là 1,4 cộng cho trừ 0,03 nhân với EFV kép. EFV kép chính là cái ô E4 này. Mình gọi Enter một cái. Thì nó sẽ ra được là 0.545. Rồi cái quan trọng á là mình phải tính được các em thấy nè ha. Lưu ý nè, mình ở đây giống nó giống như là bên xây dựng vậy, người ta sẽ đo cái mét sàn. Rồi từ mét sàn đó người ta tính ra coi bao nhiêu tiền công. Thì ở đây á mình đo nè. Mình đo các cái giá trị này là mình gọi là điểm các trường hợp sử dụng nè. Rồi điểm các tác nhân nè. Ha, bây giờ á là mình tính một cái là cái thời gian thực hiện. Nha. Ứng với mỗi một cái điểm như vậy, một cái đơn vị đo đi, mình gọi là cái UK point, ứng với mỗi một cái UK point thì mình làm mất bao lâu. Các em hiểu chưa? Mà mất bao lâu để làm được một cái đơn vị trường hợp sử dụng. Còn nãy giờ là mình đang tính những cái điểm về các trường hợp sử dụng, điểm tác nhân, rồi sau đó mình mới tổng hợp lại ở những bước tiếp theo. Nhưng ở đây là gì? Nội suy về thời gian lao động, nó có ý nghĩa là gì? Một cái UK point thì mình làm trong bao lâu? Chỉ vậy thôi. Tại sao ở đây ra là 20 mà nó không phải là 30, 40 gì đó? Thì trong cái bảng tính ở đây, người ta có quy định nha. Nếu mà cái anh chàng ES này nè mà nó nhỏ hơn 1 thì 48 giờ, cần 48 giờ để mà hoàn thành một cái UK point. Nếu lớn hơn 1 nhưng mà nhỏ hơn 3 thì cần 32 giờ. Nếu mà lớn hơn hoặc bằng 3 thì chỉ cần 20 giờ thôi. Tại sao vậy? Là cái ES này á là cái độ ổn định kinh nghiệm. Cho nên là nếu mà độ ổn định kinh nghiệm càng lớn thì cái thời gian làm việc để hoàn thành một cái công việc nó càng nhanh. Ví dụ như cái anh thợ xây lành nghề á, thì anh sẽ làm nhanh hơn là cái anh mới học việc. Sao em? Alo. Rồi nếu không có câu hỏi nào thì các em có thể bật mic lên rồi các em nêu câu hỏi luôn nha. Rồi bây giờ mình mới quay qua cái bảng tính nè. Các em thấy đó, cái ES này ngay chỗ này nè chính là cái giá trị nội suy mà mình nhìn nè. Nhìn vào cái bảng ở đây thì mình mới làm cái công thức if. Ví dụ như if cái giá trị nội suy này á mà nó nhỏ hơn 1 thì mình phải bằng 48. Đúng không? Thì các em làm cái công thức để làm sao mà nó tính được. Ví dụ như ở đây bằng 4 thì nó tương đương là nó lớn hơn 3 thì nó phải bằng 20. Em mình dùng công thức if hay là gì đó, vân vân, tùy mỗi bạn làm. Ở đây thì các em sinh viên đã làm là cái công thức if. Em công thức if ở đây. Như vậy á, thì các em thấy cái giá trị về độ ổn định kinh nghiệm mà càng cao thì cái thời gian làm việc càng ngắn. Nha, thời gian làm việc để hoàn thành nhiệm vụ á, nó sẽ ngắn hơn. Hay nói cách khác là làm sẽ nhanh hơn. Những người có kinh nghiệm thì sẽ làm công việc nó nhanh hơn. Được chưa? Bây giờ mình tính được cái giống như là mình xây dựng thì mình tính được cái diện tích rồi. Mình tính được cái thời gian để hoàn thành một đơn vị diện tích rồi. Thì mình tính coi cái giờ công, mỗi giờ công là bao nhiêu. Thì mình sang cái bước số 9. Cái này cái giờ công thì nó sẽ phụ thuộc vào cái bảng lương của một công ty. Cái này nó không có bắt buộc, có thể công ty thì cái lương nó cao,
thấp, nhưng ở đây thầy chỉ là lấy một cái ví dụ lương hành chính sự nghiệp dựa trên cái mức lương kỹ sư, thì các em có thể search trên trên Google. Ví dụ như các em hệ số lương kỹ sư. Này đi. Hoặc là mình từ 1 tháng 7 ha. Đây các em ha, bậc 1 thì 2.34 nè. Cho đến bậc 9 là 4.98. Rồi các em kẻ một cái bảng ha, cái bảng một số thứ tự. Và cái thứ hai là bậc. Cái thứ ba là hệ số lương. Rồi. Cột tiếp theo là lương hệ số. Rồi cột tiếp theo là phụ cấp 12%. Phụ cấp 4%, chút nữa thầy sẽ giải thích. Rồi các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Rồi cuối cùng là tổng. Cột đây là ngày công và giờ công. Giờ công là H đó. Em coi kỹ cái này ha, để mình làm cái bảng. Rồi. Mình bắt đầu mình coi lương từ ngày 1 tháng 7 hệ số nó là bao nhiêu rồi các em? Một triệu 490.000 là không mấy rồi. 1 tháng 7. Hệ số lương, mức lương cơ sở, lương cơ sở. Hình như là 1 triệu 7 hay là gì đó thầy không nhớ. Triệu 8 rồi thầy ơi. 1 triệu 8 hả? Dạ, 1 triệu 8 rồi. Ok, bây giờ mình lấy là 1 triệu 8 đi ha. Lương cơ sở là 1 triệu 8 ha. Ở đây là mình gọi là lương cơ sở. Mình thay vô đây là 1 triệu 8. Rồi. Ở đây các cái khoản bảo hiểm á, các em tra thì tùy ha, ở đây là thầy lấy là 34.5%. Một ngày, số ngày làm việc trong tháng là 20 ngày, hoặc là mình lấy là 22 ngày đi chẳng hạn vậy, 4 tuần như vậy 22 ngày. Giờ làm việc là 8 giờ trên một ngày. Nha. Yeah. Hoặc là nếu mình lấy 4 tuần thì mình lấy 20 thôi, 4 5 20. Rồi. Rồi. Chúng ta sẽ có cái lương hệ số rồi, mình có hệ số lương. Mình làm sao? Ví dụ như mình sẽ bằng ha, lương hệ số nè. Mình nhân cho lương cơ sở. Nếu mà các em làm nhân như vậy, các em kéo xuống á thì nó sẽ bị sai. Tại sao vậy? Hệ số khác nhau. Mình lệch, đúng rồi, bạn nói nào nhấn F4 á, địa chỉ ha, địa chỉ, đúng rồi, bạn nói địa chỉ phải. Hệ số nó không có trượt theo, nó không có trượt tương đối nhau, mà mình phải là click ở đây rồi mình nhân. Ở đây mình giống như mình gọi là neo nó lại đó, F4. Ha, rồi mình gọi là địa chỉ, sử dụng địa chỉ tuyệt đối cho cái ô lương cơ sở này. Bất cứ cái giá trị nào cũng tham chiếu đến cái D2 này hết. Đó. Lúc này mình kéo nó xuống. Rồi trong cái bảng mà hướng dẫn của mình á, rồi.
Nó có cái kèm, nó có tính cái h đó, bằng cái gnc ha, rồi nhân với 1 cộng f, trong đó f thì bằng f1 f2, f1 là tổng các khoản phụ cấp có tính chất ổn định, rồi f2 là lương phụ và một số chi phí khác ha. Ví dụ như f1 mình không có, mà cái này là phụ cấp mà 12% và 4%. À, rồi nếu mà mình có phụ cấp khác nữa thì mình thêm vô. Còn trong trường hợp ở đây á, thì thầy chỉ có ví dụ các bạn sinh viên á, yêu cầu là các bạn sinh viên làm ví dụ là có hai cái khoản phụ cấp này thôi. Cho nên á, là ở đây mình có phụ cấp 12% mà trên lương hệ số thì mình chỉ cần là bằng là gì? 0.12. Mình nhân với cái này thôi. Rồi mình kéo nó xuống. Ha, mình có. Rồi 4% cũng tương tự như vậy. Chúng ta có các cái khoản này. Rồi bảo hiểm xã hội thì lúc này mình sẽ bằng là cái hệ số lương này và mình nhân với 34.5% này, mình nhớ cũng phải là F4 ha, để cho nó không có sai. Sau đó là gì? Chi lương cho một hệ số thì nó khoảng bằng tổng các khoản lương hệ số, phụ cấp và bảo hiểm. À, ngoài ra có phụ cấp khác nữa thì mình thêm vô, còn không thì thôi. Rồi chúng ta cũng copy xuống. Sau đó giờ công thì mình sẽ bằng là tổng. Mình chia cho, xin lỗi, ngày công thì mình chia số ngày. Cũng nhớ là F4. Giờ công thì bằng ngày công mình chia cho 8 thôi. Cũng nhớ F4 ha, mấy cái này F4 hết. Để rồi. Ở đây để mà mình phân biệt ba mức độ. Giả sử như mình chia ra ở cái này là đơn giản nhất thôi, chứ còn mình tính ra bảng lương của một công ty còn phức tạp, và mình tính trung bình rồi nó vân vân có rất là nhiều, hoặc là tùy theo cái vị trí mình tính cái giờ công nên nó càng chi tiết hơn. Nhưng ở đây mình dạng mình ước lượng tương đối thôi, thì các em nhìn ở cái bảng này nè. Mình 4, nếu mà mình chia ra 3 cấp độ, ví dụ như mình gọi là presser, rồi cái phần junior, rồi senior, chẳng hạn như vậy. Thì ví dụ như vậy thì nếu 4 ở đây á, thì nó là senior rồi. Và mình chia đây 3 mức độ, thì ở đây ví dụ như là presser nè, junior nè, senior nè, chẳng hạn như vậy ha. Mình có thể mình chọn là cái một trong những cái mức lương ở đây. Ví dụ như tùy mình để chọn, mình muốn cái giá mình tính toán sao mà nó đau mà mang tính chất cạnh tranh chẳng hạn như vậy, mình chọn cái giá trị này. Hoặc là chọn tùy theo các em chọn ha. Cái chiến lược lúc này ở đây mình chọn ở cái mức cái giờ công nó bằng bao nhiêu. Ví dụ như ở đây tôi chọn giờ công của nó thì mình chọn ngay cái màu đỏ này, mình click vào đây, mình đây hát giờ công đây, ăn cái hát như vậy. Cái thời gian giờ công của mình trung bình là 73.000 trên một giờ công, trên một giờ.
Rồi sau đó là mình sang cái bước 10 là mình làm cái bảng tổng hợp. Mình tính cái lương này nè, định mức lao động bình quân. Cái này mình gọi là bình quân mà. Thì thay vì bình quân là mình tổng quỹ lương, mình chia, chia ra bình quân ra. Mình đến cái bước số 10 á, là mình phải tính toán các cái giá trị phần mềm. Mình copy toàn bộ cái bằng phần ở ở trong cái phụ lục. Đây là cái bước số 10. Nó nằm ở phụ lục số 7 ở trang 26 nha, ở trang 26. Mình copy ra. Rồi. Các cái giá trị này mình tham chiếu ở đâu? Ví dụ như ở đây là TAV kép ở bước 4 thì mình gõ vô ngay chỗ cột giá trị mình để dấu bằng. Mình sang cái bước số 4 nha. Và TAV kép ở đây mình click vào ô này, mình gõ, mình tham chiếu đến thôi. Nó là 12. TBF ở bước 5 thì mình gõ dấu bằng. Đến ngay chỗ cái TBF ở đây, mình gõ enter. Nó qua tham chiếu. Rồi UUCP thì bằng hai cái giá trị trên cộng lại. Mình bằng hai giá trị trên. 1 cộng 2. TCF thì bằng cái này mình có rồi ha. TCF mình ở bước hình như bước 6 hay gì. Đây TCF. Ha, mình click vào mình tham chiếu nó luôn. EF mình cũng có rồi. EF bước 7 bước 8. Đây EF tham chiếu nó. Thì cái này là điểm chức năng mà mình gọi là mình tinh chỉnh đó ha. Ở đây thì mình nó bằng là UUCP rồi nhân TCF và nhân EF. UUCP là mình có ở đây cột số 3 nè. Rồi bắt đầu mình làm công thức nha. Rồi mình bằng nè. UUCP nhân TCF. Nhân với EF. Đây. Gọi enter, em ra 67. 67 này gọi là mình gọi là điểm chức năng đã được tinh chỉnh rồi đó. Sau đó thì mình có P là cái thời gian để hoàn thành một cái điểm chức năng thì mình sẽ bằng cái P ở bước số 8 mình đã làm là 20, mình viết vào đây là giá trị P. Đến cái E là giá trị nỗ lực thì nó bằng 10 chia 6 nhân với AUCP thì mình làm công thức khen, mình bằng 10 chia 6 nhân với AUCP là ở đây 67.63 đó, gọi enter. Rồi cuối cùng á H giờ công thì mình bằng cái giờ công mình tính ở bước 9. Và tính cái này là giá trị phần mềm nội bộ là R thì nó bằng 1.4 nhân E nhân với B và nhân với H. Hàng thì nó ra là 230 triệu, 831.640 đồng. Đây là cái giá trị, nó gọi là giá trị phần mềm nội bộ. Hay tôi nói một cách dễ hiểu là giống như là cái mà lao động á, cái này là chi phí cho cái nhân công trực tiếp, cái người trực tiếp lao động để tạo ra cái sản phẩm. Tuy nhiên á, một cái công ty thì họ cần phải có ban quản lý nè, các cái thành phần marketing, rồi thuê cơ sở mặt bằng,
điện, nước, thuế, vân vân. Thì mình phải sang cái bước số 11. Ha. Thì trong cái phần này nó có cái phụ lục ở bước 11 là cái phụ lục số 8 ở trang 27. Nha. Rồi. Mình sẽ chép ở cái phụ lục số 8 trang 27 để được một cái bảng như thế này. Rồi. Có công thức nhưng mà cái giá trị là mình phải tính. À, ví dụ như cái giá trị là R mình đã vừa tính ở bước 10 thì mình bằng cái mình liếc qua bước 10, giá trị R ở đây mình tham chiếu qua. À, cái chi phí chung. Cái chi phí chung này là cái chi phí mà cho ban quản lý lúc nãy tôi nói đó, rồi thuê mặt bằng rồi vân vân để cho hoạt động của công ty. Ngoài cái nhân công trực tiếp ha, mình còn có những cái chi phí khác. À, chi phí khác thì theo quy định nó cho là chiếm 65% của chi phí trực tiếp. Nha, thì mình bằng ở đây. Bằng chi phí trực tiếp nhân với 65%. À, ở đây em đã có rồi. Em gõ enter vô. Thì nó ra thêm là 150 triệu. Hai cái khoản này là trực tiếp nè, là R nè, giá trị phần mềm nè, chi phí chung nè. Rồi bây giờ hai cái khoản này mình mới đóng thuế là 25%. À, xin lỗi, 6% của R cộng C. Thì mình sẽ bằng hang R cộng C và nhân 6%. Oh, sorry, thì để đây. Rồi, đóng ngoặc nhân 6% ở đây là đóng thuế. À, thì cuối cùng cái giá trị phần mềm á, chi phí phần mềm là cái chi phí bằng ba cái khoản ở trên cộng lại. Chi phí trực tiếp nè, đây gọi là chi phí gián tiếp nè, và thuế nè, thì 403.724.538 đồng 67 sen gì đó nha. Thì đây là cái giá trị mà mình có thể đem đi. À, theo quy định thì mình có thể đem đi chào giá, hoặc là mình nói với ban lãnh đạo, hoặc là nói với khách hàng gì đó là để làm ra cái phần mềm như vậy, thì cái giá nó là 403 triệu. Đó, thì đây là cái giá trị cuối cùng, cái giá trị sẽ đưa lên cái hợp đồng hoặc là tùy theo cái chiến lược các em cộng. Nhưng mà cái phần này nếu mà mình đi chào giá hay là gì đó mà dùng cái ngân sách nhà nước thì phải theo quy định của công văn 2589 của Bộ Thông tin và Truyền thông nha, và mình phải tính theo cái này. Thế như vậy là tôi đã hướng dẫn các em qua 11 bước, ở trong đó coi như là cái bước số 1 là chúng ta đã có nha các em chọn. Các em còn làm lại thì với cái yêu cầu là tôi sẽ yêu cầu tất cả các bạn đều phải làm nha, và nộp lên, rồi sau đó các bạn hoàn thành tôi sẽ tạo một cái bài tập mà các em chọn bất cứ cái nào, rồi các em nộp cái file đó lên, rồi sau đó là các em sẽ thảo luận trong nhóm để các em hoàn thành thì nộp sau. Trong cái buổi tới thì các em từ đây là buổi thứ tư, mình buổi thứ sáu là các em phải hoàn thành cái bài tập, mỗi cá nhân phải hoàn thành cái bài tập này. À, một cái câu hỏi mà trước khi các em có câu hỏi thì người ta nói nếu mà bây giờ mình giống như bên xây dựng vậy nha, bây giờ mình chào giá vậy đó, thì mình thấy chi phí nó khích ghim hết trơn này theo thực tế đơn vị của mình. Đây là trực tiếp nè, rồi đây là gián tiếp nè. Thì hỏi rằng là nếu mà mình là doanh nghiệp phần mềm thì mình làm ra phải có lời chứ, thì làm sao mình kiếm được lợi nhuận trên cái cách tính toán này.
Ngay sau cái buổi là sẽ có liền các em ngay chắc là sau cái buổi này là các em có liền cái clip kỹ thuật sẽ up lên cho các em thôi à. Không, cái này mình có thể dùng cái cách tính này và mình lấy cái giá trị để mà chúng ta đi đi chào giá chẳng hạn, với chào giá hoặc là mình đi đấu thầu á chẳng hạn như vậy, Ê, thầy ơi, làm em có sao có lời ý kiến thầy ơi. hả? Em có ý kiến thầy ơi. Rồi rồi Thầy nói tới bữa thứ nay là thứ tư rồi, tới bữa thứ sáu nọ với thầy. Tại vì cái video này nó quan trọng thầy, ví dụ như ngày mai đi, ngày mai hay trên hệ thống á, up lên đi. Rồi tụi em phải đi xem lại rồi làm nó tới bữa thứ sáu nọ, tôi cũng hơi gấp á thầy. Tại vì rồi còn rồi cho một tuần luôn. Rồi dạ tôi tới hiểu, cho một tới tuần tới luôn đó, tới tuần sau cho cho một dễ tuần. thầy. Thứ tư tuần sau mà mỗi cá nhân phải hoàn thành nộp hen. Dạ, cảm ơn thầy. Chứ thầy cho cái file mẫu này lên trên hệ thống để Không, tên thật phải. ra cho cái file mẫu thì em là người giống như là cái người ghi chép lại thôi, chứ em đâu có biết tính. Coi video và phải tính được. Thầy ơi, trong mỗi bạn là chọn một nhóm, ví dụ là trong một nhóm thì mỗi bạn đều chọn một chung một đề tài hay là mỗi người đều Trước hết đề là khác làm thầy? bài nộp cá nhân, làm ai muốn chọn cái nào đó chọn, rồi nộp cái file Excel cùng với cái dự án mà mình đã chọn. Nhờ cái file Excel thầy hướng dẫn hôm nay 11 bước đó mày. Đúng rồi. Còn cái bản kế hoạch là chưa có làm đúng không Chưa chưa cái đó thầy sẽ hướng dẫn từ từ, rồi làm cá nhân trước rồi tổng hợp làm nhóm, thầy sẽ hướng dẫn đến cái buổi kế tiếp nha. Cứ làm mỗi cá nhân phải hiểu và làm được đi cái đã. Download trong 12 cái dự án đó, muốn chọn dự án nào cũng được, rồi làm có thể là trong nhóm. Các em thống nhất một cái dự án đi rồi mình trao đổi với nhau. Một nhóm 5 người. Đúng rồi. Mà cá nhân làm khác nhau không không có vấn đề gì hen, để các em có dịp các em so sánh. Quay lại câu hỏi nè. Làm sao mình kiếm được lợi nhuận? Làm sao doanh nghiệp có được lợi nhuận? Cái này mình thấy mình thu chi là hết sạch rồi, dựa trên tính toán này. Từ từ các em và các cái nhóm thì mình hoàn thiện sau thôi. Cứ làm bài cá nhân trước đi cái đã. Giảm nhân sự thì nó có thể là một cái ý kiến cũng hay nha, nhưng mà thời gian kéo dài thì sao? Giảm nhân sự mà các trình độ nhân sự cao hơn. Trình độ nhân sự cao hơn thì lương phải cao. Các em Hay. nói hoàn toàn đúng đó, và các em ý các em là đúng nha, nhưng mà thầy có nghĩa là những cái phản 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 bác lại thì các em phải có những cái lý giải làm sao cho nó phù hợp. Không phải là các em nêu như vậy giảm nhân sự hoặc là tìm người giỏi làm việc làm sao đó vân vân rồi giảm tiền lương rồi hay là gì đó thì hoàn toàn đúng hết, nhưng mà phải làm sao lý giải cho nó được. Thầy cho em hỏi câu khác được không thầy? Rồi, được. Thầy em thấy ở trên cái hiện tại cái màn hình á, là để từ bước 2 tới bước 11, không thấy bước 1. Đúng rồi. Bước 1 hồi nãy thầy nói là cái bước 1 là chính là cái phần mà tạo ra cái file này nè em. File đặc tả nè.
Đúng chưa? Nè, trên nếu mà mình quay lại thì về em thấy trong cái phần mình cấu chi phí nãy giờ là mình chưa có cộng cái phần chi phí cái thời gian để mình đi lấy đặc tả về xây dựng cái đặc tả này. Đây nè, cái nó sẽ bao gồm luôn cái này em, nữa nó chi cái này nó không ấy, nhưng mà nó sẽ tính ra luôn ở trong này nè, chi phí nó bao gồm luôn cái công thức đó, nó bao gồm luôn cái bước 1 này rồi đó, chi phí cho bước 1 này rồi. Vậy là bước 2 bao gồm bước 1 luôn đúng không thầy? Bước 2 là nó giống như là cái nhận kết quả đầu vào từ bước 1. Tại vì em thấy không bước 2 có bước 1. Bước 2 đâu có bước 1 em. Bước 2 là mình thống kê. Đây nè. Bước 1 là cái mình tạo ra cái bản mô tả này phải có. Bây giờ các em đã có rồi. Thì trong cái file Excel của các em á, thì các em làm cái bước 2 là mình thống kê nè. Bước 3 thống kê nè. Bước 4 thống kê nè. Từ bước 5 trở đi mới tính toán. Thì là nếu mà muốn cái dự án thì có lợi là mình phải rút ngắn lại cái thời gian so với cái thời gian trong cái bản thống kê này. Đúng rồi, em nói là rút ngắn thời gian phải rồi, nhưng mà mình làm sao mình rút ngắn được á. Rồi thầy các em đưa ra điều là nó phù hợp, nhưng mà mình dựa trên thực tế thầy chia sẻ với các em như thế này nè. Nếu mà mình nhìn ở đây á, là cái mình gọi là chi phí trực tiếp, thì chúng ta có thể làm sao mà giảm cái chi phí trực tiếp này, đúng không? Chi phí trực tiếp này là chi phí cho đội ngũ làm phần mềm. Mình nhìn cái giờ công ở đây á, các em nói là giảm lương hoặc là các em nói giảm giờ công á. Thay vì là mình làm một giờ công là 73.000 thì mình làm 40.000. Được không? Câu trả lời cũng có thể là được là không. Nếu mà mình giảm lương của công nhân của mình, mình làm và giảm lương nhân viên của mình thì không được. Mình bắt người ta làm. Cái người đó là người giỏi nhưng mà mình trả lương thấp. Giảm lương của họ là họ sẽ không có động lực, họ không chịu làm, vân vân, dẫn đến là mình không hoàn thành theo hợp đồng. Nhưng các em có nghe đến bao giờ là cái từ outsource chưa? Có. Hả? Rồi, các em thấy các nước phát triển người ta tìm một cái nguồn nhân lực làm nhưng mà có chi phí thấp hơn. Đúng không? Như vậy ở đây đó, mình sẽ hướng đến mình tìm một cái nguồn lao động mà có chi phí thấp. Thứ nhất, cũng như các cái công ty ở các nước phát triển là mình gọi là outsource cho một cái công ty khác, mà mình tìm một cái nguồn outsource nhưng mà vẫn đảm bảo, có nghĩa là mình thuê. Mình đi thuê. Đó là một dạng. Cái dạng nếu mà đội ngũ mình tự phát triển. Mình tự phát triển, mình tự làm. Thì các em thấy nhìn ở bên cái bước 8 này nè. Đổ tình định kinh nghiệm cao. Nhưng các cái công ty phần mềm á, thì mình... Nếu mà mình chọn toàn người giỏi hết thì chi phí rất cao. Nhưng làm sao ví dụ như các em có một cái tỷ lệ nó phù hợp, bao nhiêu rester, bao nhiêu junior, bao nhiêu senior đó, bao nhiêu người mới mới bắt đầu học việc, người làm vài năm, rồi người làm từ 5 năm trở lên chẳng hạn vậy. Thì với một cái tỷ lệ như vậy chứ không phải là toàn là trình độ chuyên gia hết.
nhưng làm sao các em vẫn đảm bảo 20 giờ công này, đúng không? Mình đội ngũ mình phát triển, cái đội ngũ đó có người 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 lành nghề, người chưa lành nghề, cho nên là cái hưởng cái lương này nè là khác nhau, có thể 73.000 là tối đa, rồi 50.000, 30.000 một giờ công chẳng hạn, như vậy thầy giả sử nha, nhưng vẫn đảm bảo được cái thời gian hoàn thành này là 20 giờ. Rồi. Như vậy là mình cái đó là mình nó liên quan đến là hai cái yếu tố, là mình tìm cái ao suột nguồn nguồn chi phí thấp. Hay này nó phụ thuộc vào vấn đề về quản lý, về con người. Có thể phát triển từ những cái suột cũ mình đã từng làm, đã mất đúng, thời gian. Đúng, đúng, đúng. Cái thứ hai đó là mình rút ngắn thời gian này nè bằng cách là cái gì? 20 giờ này thậm chí là mình còn làm nhanh hơn nữa. Có nghĩa là mình gọi là review, mình tái sử dụng lại đó. Không, bạn nói là mình tái sử dụng, bạn mới vừa nói đó. Thì khi mà một cái công ty phần mềm á, người ta phát triển lâu dài, người ta có những cái công cụ, những cái thư viện để phát triển rất là nhanh. Nha. Đó, khi ví dụ như thầy nói đơn giản là bạn nào mà lập trình mà viết một cái trang web lúc ban đầu, có thể các bạn mất tháng. Nhưng mà các bạn viết lành nghề sẵn rồi, các bạn set up cái coi cho công ty khác cái trang web đó, các bạn có thậm chí mất tuần. Đúng không? Mà thậm chí còn ngắn hơn nữa. Chẳng hạn như vậy. Như vậy á, thì ở đây á, mình có hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là mình tìm cái nguồn nhân lực với chi phí thấp, hoặc là cái yếu tố thứ hai là mình dùng công nghệ, hay mình tái sử dụng lại, mình có thư viện hoặc là mình có công cụ làm sao mình phát triển cái thời gian nó ngắn. Rồi, đó là cái vấn đề về liên quan đến vấn đề về kỹ thuật, liên quan đến vấn đề về đội ngũ. Các em nhìn ở cái bảng số 11 á, các em thấy cái chi phí chung này nè. Nếu mà mình tiết kiệm được cái chi phí trực tiếp rồi thì chi phí gián tiếp, chi phí chung này á, mình tiết kiệm nữa thì sao? Ví dụ như thầy nói các em đơn giản thôi. Các em làm việc từ xa. Cái mô hình hiện nay với các công cụ á, chẳng hạn như vậy thì các em phải thuê, nếu mà chi phí về mặt bằng chúng ta phải thuê nhiều, thì chúng ta sẽ thuê, ví dụ như mình thuê một cái trụ sở công ty, khi nào cần họp mình thuê các cái phòng họp, còn không thì thôi. Các cái nhân viên có thể làm việc nhà, hoặc là một số ngày làm việc ở nhà, một số ngày làm việc ở công ty và luân chuyển với nhau. Thì vấn đề mặt bằng là tiền điện nước nè, mình tiết kiệm được. Đội ngũ mình cộng kênh thì mình làm sao ấy, mà nó tinh gọn lại chẳng hạn như vậy ấy, thì cái vấn đề thứ hai ấy, nó liên quan đến là quản lý hiệu quả, mình tiết kiệm hang trong các cái chi phí trong quản lý, chi phí điện nước đồ nữa vân vân, thì mình sẽ tiết kiệm ở đây, mình sẽ tìm những cái khoản lời đó. Hang thì như vậy ấy, nhìn chung nó có hai vấn đề: quản lý hiệu quả và liên quan đến vấn đề về áp dụng công nghệ. À, làm sao nó sản xuất nó nhanh. Ngoài ra đó thì các bạn nói đúng là mình còn có thể là trong cái này là mình mới tính thôi, thì tùy mình có thể lấy trong này làm chi phí dự phòng, hoặc là các em sẽ đề xuất một cái chi phí dự phòng ví dụ 10 hay là 20% tùy theo cái chi phí dự phòng phát sinh. Thì chi phí dự phòng phát sinh đó, nếu mà nó có phát sinh thì cái đó mình làm với công ty, còn nếu mà không thì mình đâu có sử dụng, đúng không? Còn cái này là mình gọi là chi phí để mà sản sinh ra phần mềm. Còn dựa trên một kế hoạch dự án thì các em có thể hoàn toàn mình dự trù một khoản cái chi phí. Việc thay đổi về trên lệch cũng tùy theo cái hợp đồng nha các em. Ví dụ như cái hợp đồng đó mà nó ký bằng tiền gì, ví dụ như thầy có làm một cái dự án mà bằng tiền yên
trong cái giai đoạn mà tiền yên nó xuống giá đó thì mình cũng phải chịu thôi. Chẳng hạn hoặc là mình ký bằng tiền Việt, chẳng hạn mà khi mà mình nhập hoặc là thiết bị hoặc là phần mềm mà nó tăng giá thì lúc đó mình cũng phải chịu. Cái đó là vấn đề mình dư trù, còn nó giảm thì mình có lợi. Cái đó tùy theo hợp đồng, hoặc là mình có những cái bất khả kháng mình làm sao mình phải thương lượng, có nghĩa là đàm phán với các cái bên liên quan để mà mình thực hiện nha. Ok, thì bài học hôm nay thì thầy sẽ dừng lại ở đây. Các em tiếp tục có những cái câu hỏi, trước khi đó thì thầy sẽ sang cái phần thầy tạo cái một cái bài nộp, hen bài nộp cho lớp. Bài thực hành ha. Thứ nhất là các em nộp cái file đặc tả yêu cầu phần mềm. Được chọn hen. Được các em chọn á. Rồi, cái phần thứ hai là các em sẽ nộp file Excel. Tính trị giá phần mềm. Rồi, thời gian nộp mình 19 một tuần sau là 26, đúng rồi. Trước hả? Hành chính nữa. Em nói sao? Mình nộp một tuần có nghĩa là bữa nay ngày 19 thì là ngày 26 em. Từ thứ bảy chủ nhật trở lại. Không không, mà trong vòng tuần không có là một tuần nào, hoặc là 5 ngày làm việc đó chứ không không có ấy hen, là đến trước thứ tư tuần sau là mình phải có nộp cái bài này. Có nghĩa là đến hết ngày 25 là cô giữa ngày 25 là mình phải nộp á. Cái bài này là giờ ngày 26 nha. Yeah. Bài này nộp là cá nhân hay là nhóm gì vậy thầy? Cá nhân hả thầy? Cá nhân còn nhóm chưa? À dạ dạ. Nộp cá nhân trước.
Được chưa? Trong bài thực hành số 1, cái này là bài nộp cá nhân, còn khi nào nộp nhóm thì thầy sẽ thông báo. Các em kiểm tra trên hệ thống ha, xem coi mà đã thấy được cái bài tập chưa. Dạ rồi ạ. Bài học hôm nay thì mình sẽ dừng lại ở đây. Nếu mà có vấn đề gì thì các em có thể email ha, hoặc là các em có thể coi lại cái video clip. Tôi nghĩ rằng là ngày mai là bộ phận quản lý sẽ upload lên cho các em thôi. Các em nộp, mà những bạn nào nộp đầy đủ các cái bài á, thì đương nhiên là sẽ có cái điểm cộng rồi, có cái cột điểm cộng rồi. Nộp trên file Excel, các em làm trên Google Sheet rồi các em sao dạng file Excel đều được hết nha, nhưng mà nộp lên đó là nộp file Excel. Rồi, nếu không có gì khác thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây ha các em. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi bài học hôm nay. Chào tất cả các em. Dạ, em chào.